Hello mọi người, hôm nay Phương sẽ cho mọi người xem những bé Kali của Phương sinh trực tiếp sinh sản nó như thế nào nha. Bé này là bé Kali màu silver nha mọi người. Bé đang sinh, bé sinh được một bé màu đen rồi. Đây mọi người chờ các bé coi thử bé có đẻ thêm được bé nào không nha. Để cho bé này sinh sản á thì mình phải nuôi mất 6 tháng. Bình thường thì 4 tháng hơn là Phương cho phối. Phối xong thì Phương cho phối tự nhiên mọi người ạ. Phối xong á, 4 tháng hơn phân phối xong thì để trong từ 68 đến 73 ngày thì bắt đầu bé mới sinh sản. Bé sinh từ 1 đến 7 bé, và Phương đã có từng có trường hợp sinh đến 10 bé, nhưng mà sinh sản như vậy á, nó rất là những con rất là yếu nha mọi người. Không phải là mình không có bắt buộc nó sinh nhiều hay sinh ít, nhưng mà nó sinh bao nhiêu thì nó sinh, nhưng mà cái đề là những bé sinh nhiều á thì thường là nếu mọi người không có nhiều bé mẹ như vậy á thì nó không cho đủ sữa cho con nó bú, với lại nó không sẽ không đủ chất dinh dưỡng để cho cung cấp cho cái bản thân đó, nên con bé mẹ và cả mẹ lẫn con đều rất là yếu nha, nên không giữ được. Trường hợp sinh 10 bé nó không giữ được nhiều, dưới có 1-2 con à, còn lại mất hết. Thường thì mình cho sinh nó sinh 1-2 bé hay là 3-4 bé là mình vui rồi, mình không cần sinh nhiều, với lại sinh nhiều rất là khó chăm. Mọi người ơi, khi mà bò sinh sản xong mới như thế này á, mọi người đừng có ghép được liền nha. Phương đã từng ghép được liền và nuôi chung với đực. Khi mà mình ghép được liền á thì bé đực nó sẽ nhảy. Bé cái vừa sinh xong 2 tiếng sau. Chưa được 2 tiếng sau nữa, sinh ra xong chưa xong con cuối cùng á là bé đực sẽ nhảy liền. Và nhảy liền thì bé sẽ đậu thai ngay lúc đó luôn. Nên và đậu thai xong thì bé sẽ cắt sữa, không tiết sữa ra cho con bú nha. Nên mọi người khi mà bò sinh sản mọi người đừng có cho nhảy liền nha. Không nên cho nhảy liền. Và khi những bé bỏ con ra thì mọi người nên cung cấp thêm sữa ngoài vào cho bé, để bé đủ chất dinh dưỡng, bé mập bé lớn á. Chứ còn không có cung cấp thêm sữa là không có được nha mọi người. Bò anh em mùa này xong rồi anh đẻ có mấy con anh em, 8 con, 8 con mà hết 7 con được rồi nha mọi người. Còn một con bé một à, con bé màu điện, hai em này mới sinh hồi nãy đây, silver trắng. Đây nữa, đây còn nguyên 7 luôn. Nguyên bầy Amer này có một bé cái thôi nha mọi người, còn lại là được hết á. Có một cái đen đó là cái thôi, còn lại được hết. American nha mọi người.